Thế giới tiền sử luôn phong phú với nhiều loài động vật có hình dạng khác nhau. Tuy thời đại của khủng long đã trôi xa, nhưng trên thế giới vẫn còn tồn tại rất nhiều những loài động vật cổ xưa có vẻ ngoài cực kỳ thú vị mà bạn không thể tưởng tượng được. Từ những con cá mập tiền sử dưới biển sâu đến những con kiến 120 triệu năm tuổi. Trong video ngày hôm nay, hãy cùng chúng mình tìm hiểu về những loài động vật tiền sử kỳ lạ vẫn còn tồn tại trong thế giới hiện tại với danh xưng là các hóa thạch sống. Rất mong các bạn thông cảm vì một tuần qua có một số vấn đề cần giải quyết nên chúng mình không ra video. Giờ thì mọi thứ đã tạm ổn định, nên thời gian tới chúng mình có nhiều video hơn để phục vụ tất cả mọi người. Hãy tiếp thêm động lực cho chúng mình bằng cách ấn like, subscribe và ấn chuông, rồi chúng ta cùng đến với những nội dung chính của video ngày hôm nay thôi nào. Số 1. Cá mập yêu tinh. Cá mập yêu tinh có danh pháp khoa học là Mixercurina austoni, là một loài cá mập biển sâu, loài còn sống duy nhất trong họ Mixercurinidae, một dòng dõi có niên đại khoảng 125 triệu năm. Loài này được tìm thấy ở vùng biển sâu, rất sâu nên mà ánh sáng mặt trời khó có thể chạm tới. Chúng có thể được tìm thấy trên khắp thế giới, từ Úc ở Thái Bình Dương tới vịnh Mexico ở Đại Tây Dương. Chúng được biết đến nhiều nhất ở vùng biển quanh Nhật Bản, nơi mà các loài được phát hiện lần đầu tiên nhờ vào khoa học hiện đại. Cá mập yêu tinh không đáng sợ bằng kích thước, lực cắn hay bản năng săn mồi, mà là vì vẻ bề ngoài của nó. Đây có lẽ là loài khác biệt và kỳ dị nhất so với các loài cá mập khác về hình dáng xấu xí. Trong khi cái mũi dài khoằm hơn các loài cá mập khác, nó còn có một cái sừng dài hơn cả mõm. Ai thấy sợ chứ nhìn nó tôi liên tưởng ngay tới siêu thú của Gao Chúa trong Siêu Nhân Gao ấy. Ngoài ra, chúng có cơ thể chủ yếu là màu hồng, cùng với bộ hàm có khả năng co duỗi ra ngoài để đớp con mồi. Cá mập yêu tinh săn mồi bằng cách cảm nhận sự hiện diện của con mồi như các bộ phận cảm ứng hiện diện trên cái sừng hình bay hoặc mõm được môi trường sống của chúng là những nơi thiếu ánh sáng. Khi một con cá mập yêu tinh tìm thấy con mồi, nó đột ngột vô hàm của nó ra, trong khi đó nó sử dụng cơ lưỡi giống như để hút con mồi vào trong. Số 2. Cò mỏ dây. Cò mỏ dây có danh pháp khoa học là Balaeniceps rex, là một loài chim thuộc họ Balaenicipitidae, thường được đặt trong bộ Ciconiformes. Nhưng thực tế, nó là dòng dõi rất khác biệt của bộ Balaecaniformes. Con trưởng thành có thể cao đến 1,5m, dài từ 1 đến 1,4m và nặng từ 4 đến 7kg. Mỏ của nó có chiều dài trung bình 30cm. Chim trưởng thành chủ yếu là màu xám, trong khi chim chưa trưởng thành có màu nâu hơn. Nó sống ở vùng nhiệt đới ở phía đông châu Phi trong đầm lầy lớn từ Sudan đến Zambia. Cò mỏ dây được xem là hậu duệ của khủng long theropod cỡ nhỏ, cùng giống khủng long với T-Rex. Qua quá trình tiến hóa, cái mầm đầy răng sắc nhọn của nó được thay thế bằng mỏ. Loài chim này có đôi chân dài miên man, là hình mẫu lý tưởng cho nhiều người yêu cái đẹp. Thân hình to lớn với đôi chân dài gầy như vậy trông hơi khập khiễng, nhưng lại tạo nên sức hút riêng. Cò mỏ dây có khả năng săn mồi đáng kinh ngạc. Thức ăn chủ yếu của chúng là cá, ếch và bò sát. Đáng chú ý hơn, loài chim này là thiên địch của cá sấu, đặc biệt là cá sấu nhỏ. Cò mỏ dây thường đứng bất động dưới nước với phần mỏ ép vào gần sát ngực, giống như một tay bắn tỉa đang chờ kẻ thù cắn câu. Lý do giải thích cho việc mỏ thường bị chùm xuống, ép sát vào ngực là vì trọng lượng của mỏ chim khá nặng. Cá sấu con còn nhỏ, chưa biết đến thiên nhiên hoang dã đầy nguy hiểm. Chúng không hề phát giác bản thân đang sắp thành bữa ăn cho những kẻ săn mồi. Nhắm đúng thời điểm không có cá sấu mẹ gần bên, con mỏ dây chọc đầu xuống nước. Đến khi nhấc lên thì trong miệng còn có một con cá sấu nhỏ. Động tác chỉ xảy ra trong nháy mắt, tốc độ nhanh khiến mắt người thường khó có thể bắt kịp. Số 3. Tôm nồng nọc đuôi dài. Có tên khoa học là Gyas longicaudatus. Tôm nồng nọc đuôi dài là một loài giáp xác nước ngọt gần giống với một con cua ngựa nhỏ. Trên đỉnh đầu của nó có một cặp mắt kép cùng với con mắt thứ ba, khiến chúng mang tên là Gyas, nghĩa là ba mắt trong tiếng Hy Lạp cổ. Nó được coi là hóa thạch sống bởi vì hình thái tờ tiền sử cơ bản của nó thay đổi rất ít trong hơn 70 triệu năm qua. Chính xác thì hầu như vẻ bề ngoài của nó vẫn còn y nguyên so với tổ tiên thời tiền sử đã từng sinh sống trên trái đất vào khoảng 220 triệu năm trước. Các loài giáp xác cổ nhất hành tinh này rất dễ nhận diện, với phần đầu hao hao cùng móng ngựa hay còn được biết đến với tên là sam biển. Còn có đuôi dài nhiều đốt và có hai cái râu dài chỉ về phía sau. Trong điều kiện nuôi nhốt, tôm nồng nọc phát triển đến chiều dài tối đa khoảng 7,5cm. Dù vậy, trong tự nhiên, chúng có thể đạt kích thước 11cm. Dù chỉ tồn tại được trong môi trường nước ngọt, nhưng điều đáng ngạc nhiên là nhiều loài tôm nồng nọc lại sinh trưởng ở những sa mạc khô cằn, nơi lượng mưa trung bình hàng năm rất thấp. Chúng làm được điều này nhờ một chiến lược sinh tồn đặc biệt. Theo đó, ấu trùng sống trong vũng nước được tạo ra từ những trận bão hiếm hoi ở sa mạc. Khi các vũng nước khô đi, những con trưởng thành sẽ chết. Những trứng của chúng có thể tồn tại trong môi trường khô hạn và nhiệt độ cao hơn khoảng 15 năm. Chỉ cần có một cơn mưa, trứng sẽ nở ngay. 24 giờ sau khi nở, tôm nồng nọc đã giống như phiên bản thu nhỏ của con trưởng thành.
chúng sẽ trưởng thành hoàn toàn trong từ 2 đến 3 tuần và kịp sinh sản trước khi nguồn nước hiếm hoi bốc hơi hết dưới ánh mặt trời. Do năng lực tiềm sinh đáng nể của mình, tôm đồng nọc đã được các công ty đóng gói thành các bộ kit để người yêu thích sinh vật cảnh mua về ươm nở và nuôi trong bể cảnh. Số 4. Cá vây tai. Là loài động vật bản địa đến từ bờ biển của Ấn Độ Dương và Indonesia, cá vây tai là một trong hai loài cá còn sót lại của chi Latimeria, được coi là đã tuyệt chủng cho đến khi lại được bắt gặp vào năm 1938. Chúng có liên quan chặt chẽ với cá phổi, các loài bò sát và động vật có vú hơn là các loài cá vây thông thường. Những con cá vây tai đầu tiên xuất hiện trong các mẫu hóa thạch thuộc giai đoạn giữa kỷ Devon vào khoảng 410 triệu năm trước. Các loài cá vây tai tiền sử sống trong nhiều môi trường nước vào cuối đại cổ sinh và thời kỳ đầu của đại trung sinh. Khối lượng trung bình của cá vây tai khoảng 80 kg và chúng có thể dài tới 2 m. Các nhà khoa học tin rằng cá vây tai có thể sống tới 60 năm. Cá vây tai thường sống ở độ sâu khoảng 700 m dưới mực nước biển. Nó là loài động vật duy nhất được biết đến là có khớp nối trong sọ có tác dụng. Nó gần như tách rời hoàn toàn các nửa trước và sau của hộp sọ từ bên trong. Chỗ uốn cong của nó có khớp có lẽ hỗ trợ giúp cho việc tiêu thụ những con mồi lớn. Cá vây tai cũng là loài cá nhớt. Các vây của chúng tiết ra chất nhầy và cơ thể của chúng liên tục ứa ra chất dầu. Chất dầu này là một chất nhuận tràng và gần như không thể ăn thịt chúng được, trừ khi được phơi khô và ướp muối. Vây của chúng rất thô và được người dân ở khu vực Comoros dùng làm dây nhám. Mắt của cá vây tai rất nhạy cảm và có tebatum lucidum là các lớp chất phản quang như ở mắt mèo. Cá vây tai gần như không thể bị bắt trong thời gian ban ngày hay những đêm có trăng tròn do độ nhạy cảm cao của mắt chúng. Cá vây tai là những kẻ săn mồi cơ hội. Chúng săn bắt các loài mực nang, mực ống, lươn dẻ giun, cá mập nhỏ và các loài khác được tìm thấy ở môi trường sinh sống của chúng, cạnh các vách đá ngầm và dốc núi lửa ngầm. Cá vây tai còn được biết đến với kiểu bơi đầu cắm xuống, giật lùi và ngửa bụng để định vị con mồi của chúng, có lẽ là để tận dụng tuyến trên mõm của chúng. Các nhà khoa học cho rằng một trong các lý do chúng thành công như vậy là do chúng có cơ thể giảm mạnh quá trình trao đổi chất vào bất kỳ lúc nào, chìm xuống các độ sâu mà chúng ít sinh sống hơn và giảm tối đa nhu cầu các chất dinh dưỡng theo kiểu ngủ đông. Số 5. Cua móng ngựa. Sò biển hay sam biển, có tên khoa học là Cassinoscorpius rotundicauda, là một loài trong họ sam Limulidae. Tên tiếng Anh của loài này là Mangrove Horsesprap, có nghĩa là cua móng ngựa vùng nước ngập mặn. Nó được tìm thấy ở khu vực ven biển thuộc Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Nó cũng là loài duy nhất còn sinh tồn trong chi Cassinoscorpius. Cua móng ngựa được coi là giống loài gần gũi nhất với bọ ba thùy huyền thoại. Cua móng ngựa nằm trong số những hóa thạch nổi tiếng nhất, vẫn giữ nguyên không thay đổi trong hơn 450 triệu năm qua. Cua móng ngựa là loài cực độc vì chúng chứa độc tố tetrodotoxins rất nguy hiểm. Độc tố được tập trung chủ yếu trong các buồng trứng của nó. Trong mùa sinh sản, mức độ sinh sản độc tố số lượng lớn. Độc tố từ buồng trứng có thể lây sang các bộ phận khác. Khi ăn phải, độc tố hấp thu vào cơ thể một cách nhanh chóng và chỉ sau 30 phút đến 2 giờ sẽ có cảm giác tê môi và đầu lưỡi, đau bụng, vã mồ hôi, giãn đồng tử, tăng tiết đạm nhớt, nôn ói, tụt huyết áp, co giật, liệt hô hấp, hôn mê và có thể tử vong nếu bệnh nhân không được đưa đến bệnh viện kịp thời. Hiện thế giới chưa có thuốc giải độc đặc hiệu cho ngộ độc tetrodotoxins. Điều đáng nói là tetrodotoxins không bị tiêu diệt bởi nhiệt độ cao. Do đó khi nấu chín, thịt cua móng ngựa vẫn còn độc hại. Một vài loài hải sản khác hầu hết chứa độc tố nguy hiểm, thịt rất ngon và có giá trị dinh dưỡng cao như thịt cá nóc, bạch tuộc đốm xanh. Đuôi cua móng ngựa có tiết diện hình tam giác, ba cạnh kéo dài đến tận cuối đuôi. Ở đỉnh tam giác có các gai nhọn giống như lưỡi cưa. Ngược lại đuôi cua móng ngựa có tiết diện hình tròn hoặc hình trứng, không có gai. Cua móng ngựa thường đi theo cặp, con đực khi bám trên lưng con cái. Số 6. Bồ nông. Bồ nông có danh pháp khoa học là Pelecanus, là một chi thuộc họ bồ nông Balicanidae. Bồ nông Balicaniformes. Có thể bạn sẽ ngạc nhiên khi những con chim có cái mỏ to và dài này lại là những hóa thạch sống. Các ghi chép hóa thạch cho thấy dòng bồ nông đã tồn tại ít nhất 30 triệu năm, được tìm thấy trong các trầm tích Oligocene ở Pháp. Hóa thạch của những con bồ nông cổ xưa nhất khá giống với hình dạng bồ nông hiện đại. Các loài bồ nông có chiếc mỏ dài và túi cổ họng lớn đặc trưng, được sử dụng để bắt con mồi và thoát nước từ môi trường được nó xúc lên khi nuốt. Các loài bồ nông có bộ lông chủ yếu là màu nhạt. Các trường hợp ngoại lệ là bồ nông nâu và bồ nông Peru. Mỏ, túi da mặt trần của tất cả các loài bồ nông có màu sắc trở nên rực rỡ trước mùa phổ giống. 8 loài bồ nông còn sống có phạm vi phân bố loang lổ trên toàn cầu, từ vùng nhiệt đới đến vùng ôn đới, mặc dù chúng không hiện diện ở nội địa Nam Mỹ, cũng như từ các vùng cực và đại dương mở. Mối quan hệ giữa bồ nông và những loài khác thường gây tranh cãi. Những con chim này đã bị bức hại về sự cạnh tranh nguồn cá thương mại và giải trí. Chúng đã bị phá hủy môi trường sống, sự xáo trộn và ô nhiễm môi trường. Và bao loài được quan tâm bảo tồn.
Chúng cũng có một lịch sử lâu dài với ý nghĩa văn hóa trong thần thoại, trong khi tô giáo và hình tượng huy hiệu. Số 7. Cá mút đá. Cá mút đá là loài cá sở hữu bộ hàm rất đặc trưng. Mặc dù chúng được biết đến vì tuyệt chiêu khoan chiếc miệng kỳ cục vào thịt của những con cá khác để hút máu, nhưng trên thực tế, chỉ có một vài trong 38 loài có thể làm được như vậy. Cái khóa thạch cổ xưa nhất của loài cá mút đá được tìm thấy ở Nam Phi, có nguồn gốc từ 360 triệu năm trước. Cá mút đá từng thích trú ngụ ở dưới đáy biển, có độ sâu từ 1.000 đến 1.500 mét so với mực nước biển. Loài cá này thích đào hang và vùi cơ thể xuống dưới lớp bùn, cát. Do ở dưới đáy biển, ánh sáng mặt trời gần như không thể chiếu tới, nên ít nhiều ảnh hưởng tới thị lực của nó. Tuy nhiên, đây cũng không phải là vấn đề gì quá to tát. Cá mút đá đã sử dụng khứu giác của mình để xác định vị trí bản thân cũng như con mồi gần đó. Cá mút đá chủ yếu kiếm thức ăn vào ban đêm. Món ăn yêu thích của nó chính xác là các loài động vật giáp xác nhỏ, tôm, cá con cũng như những loài sâu biển bé nhỏ khác sinh sống ở dưới đáy đại dương. Theo các chuyên gia về sinh vật biển, cá mút đá là loài cá ký sinh, vậy nên chúng không thể hấp thụ thức ăn thông qua việc bám vào các loài cá khác để hút các chất dinh dưỡng. Ngoài ra, cá mút đá cũng có thể sống trong điều kiện tự nhiên không có thức ăn trong khoảng vài tháng mà không cần ăn uống. Số 8. Cá nhắm màng xếp. Sinh sống chủ yếu ở vùng nước sâu từ 50 đến 200 mét của Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. Cá nhắm màng xếp là loài hóa thạch sống trên biển đáng sợ. Loài cá này thuộc một trong những loài cá mập cổ xưa nhất còn tồn tại. Chúng có niên đại ít nhất là từ cuối kỳ phân trắng từ 95 triệu năm trước và thậm chí là cuối cả kỳ Jura khoảng 150 triệu năm trước. Các nhà khoa học từng tin rằng cá nhắm màng xếp luồn lách trong nước như một con lươn. Nhưng theo Trung tâm Nghiên cứu Cá mập RipQuest, khoang cơ thể của nó có hình thon dài và chứa một lá gan khổng lồ được tưới máu với mật độ thấp và hydrocarbon khiến cá mập di chuyển dễ dàng ở độ sâu. Thức ăn của cá nhắm màng xếp chủ yếu là mực. Ngoài ra, chúng cũng ăn cả những loài cá khác, đặc biệt là chúng ăn cả những loài cá mập khác. Miệng của chúng nằm ở phần trên của đầu, chứ không phải bên dưới như hầu hết các loài cá mập khác, và chúng có 3 răng lá nhỏ ở cả hai hàm. Các răng của chúng kết nhau ở một khoảng khá rộng, hàm của chúng rất dài, trái ngược với hàm dưới của hầu hết các loài cá mập. Cá nhắm màng xếp thích nghi với cuộc sống dưới biển rất tốt, bộ xương tiêu giảm, gan khổng lồ chứa đầy lipid mật độ thấp, cho phép chúng duy trì vị trí trong nước một cách dễ dàng. Để thích ứng với cuộc sống ở vùng biển sâu, xương của chúng bị phôi hóa, cùng với đó là việc phát triển gan chứa đầy chất béo ở nồng độ thấp cho phép duy trì trạng thái ít vận động trong môi trường nước. Cá nhắm màng xếp có thể gặp nguy hiểm bởi các loài cá mập ăn thịt dữ dàng khác. Số 9. Kiến Martialis heurica. Được phát hiện vào năm 2000 tại một khu rừng nhiệt đới Amazon ở Brazil, loài kiến này khiến người khác phải chú ý về vẻ ngoài bất thường của chúng. Loài kiến sơn màu sống dưới lòng đất Martialis heurica được Christian Rabiling thuộc Đại học Texas phát hiện được ở Amazon. Nó thuộc về phân họ mới của loài kiến được phát hiện vào năm 1923, đồng thời là con cháu của một trong những loài tiến hóa từ cách đây 120 triệu năm. Các nhà khoa học hy vọng loài côn trùng dài 3mm được tìm thấy ở khu rừng Amazon này sẽ giúp soi rọi về quá trình tiến hóa của loài kiến. Trong lúc nghiên cứu về nấm tại rừng Amazon năm ngoái, các nhà khoa học tình cờ phát hiện loài côn trùng nhỏ bé này và đặt tên cho chúng là Martialis heurica. Loài kiến này có hình thù không giống loài kiến khác và được xem là loài kiến lớn tuổi nhất còn sống trên trái đất, sau khi các nhà khoa học sử dụng mẫu ADN từ chân trước của chúng để xác định tuổi họ. Số 10. Chuột chùa voi. Phân bố rộng rãi ở khu vực phía Nam Châu Phi, chuột chùa voi là những động vật có vú bốn chân rất nhỏ, giống với loài gặm nhấm hoặc thú có túi opos. Nhưng có vẻ như nó cũng liên quan chặt chẽ đến loài voi. Giống như tên gọi, theo những ghi chép về hóa thạch, tổ tiên đầu tiên của loài sinh vật kỳ quái này sống ở thế Paleozoic, khoảng 66 đến 23 triệu năm trước. Một số hóa thạch được biết đến tất cả có nguồn gốc từ Châu Phi. Chúng tách biệt với bộ của ngoại hình tương tự Leptictida, một sự đa dạng hóa đáng kể của các loài chuột chùa voi đã xảy ra trong thế Paleozoic. Một số chẳng hạn như Mayo Hybrid có ngoại hình giống với loài đà mang đến mức chúng ban đầu được bao gồm trong nhóm đó. Trong khi các loài khác như Milo Magai tương đối giống loài gặm nhấm, những dạng sinh vật bất thường này đều biến mất vào thế Pleistocene. Mặc dù các loài chuột chùa voi đã được phân loại với nhiều nhóm, thường được dựa trên các đặc điểm bề ngoài hời hợt, bằng chứng hình thái và phân tử đáng kể ngày nay đề xuất việc chúng được đặt trong nhóm Aprotheria, có lẽ gần hơn với cơ sở Banungulata. Chuột chùa voi chủ yếu ăn côn trùng, nhện, rết, cuốn chiếu và dung đất. Chúng dùng mũi của mình để tìm con mồi và dùng lưỡi để nhét thức ăn nhỏ vào trong miệng, giống như thú ăn kiến. Việc ăn con mồi lớn có thể khó khăn. Một con chuột chùa voi chật vật với một con dung đất, trước tiên phải ghìm con mồi xuống đất bằng hai chân trước. Sau đó, nó quay đầu sang một bên, nó nhai từng miếng bằng răng má, giống như một con chó nhai xương. Đây là một quá trình vụng về và còn nhiều mảnh nhỏ của dung đất rơi xuống đất. Những bánh này chỉ đơn giản là được nhặt lên bằng lưỡi. Một số loài chuột chùa voi cũng ăn một lượng nhỏ thực vật, đặc biệt là lá mới, hạt và quả nhỏ.
Số 11. Ốc Anh Vũ. Ốc Anh Vũ sống trên các sườn dốc sâu của rạn san hô ở Ấn Độ Dương, phía Tây và trung tâm Thái Bình Dương. Ốc Anh Vũ là loài động vật thân mềm dưới đáy biển. Những ghi chép về hóa thạch cho thấy loài sinh vật này đã sống trên trái đất 500 triệu năm qua. Và người ta cũng có thể tin rằng nó đã sống sót qua sự kiện tuyệt chủng hàng loạt và những thay đổi lớn của cả hành tinh. Nhưng một lần nữa, hiện tại loài này gần như đang tiến đến bờ vực của sự biến mất vĩnh viễn do những hành động vô cảm của con người và việc đánh bắt quá mức. Quên miệng ốc và hai cạnh đầu có 90 xúc tu, trong đó có hai cái chập lại rất dài. Sau khi co vào vỏ, nó bịt miệng lại để tự vệ. Khi phồ mồi, toàn bộ xúc tu đều mở ra. Khi nghỉ ngơi, xúc tu đều co vào trong vỏ, chỉ đi lại một vài cái bên ngoài. Nó còn có một cái phễu phun nước cấu tạo bởi hai mảnh cơ hợp lại. Ốc anh vũ thường được sinh sống dưới đáy biển sâu. Nó bò bằng xúc tu, phục kích trong đá san hô và đá, đôi khi phun phễu để di chuyển. Nhất là vào những lúc sau cơn bão vào buổi chiều, chúng kéo đàn nổi lên mặt nước để kiếm ăn. Nhưng chỉ một lát rồi lại trở về đáy biển, thức ăn là tôm và cá con. Mặc dù gọi là ốc vì có chiếc vỏ cứng bên ngoài, nhưng thực ra chúng là họ hàng rất gần của mực. Thay vì tiêu biến lớp vỏ cứng vào trong như mực, chúng lại giữ nguyên hình thái cổ đại ấy. Tại Việt Nam, sinh vật này được ghi nhận tại vùng biển Khánh Hòa, Bà Rịa Vũng Tàu, có số lượng ít và bị khai thác mạnh làm hàng mỹ nghệ, dễ bị tuyệt chủng. Nhờ vào ốc anh vũ, ta có thể tiên đoán được tuổi của trái đất dựa trên những vệt màu trên thân của nó. Số 12. Kỳ dông khổng lồ Trung Quốc. Là loài kỳ dông và lưỡng cư lớn nhất trên thế giới, kỳ dông khổng lồ Trung Quốc có thể đạt tới chiều dài tối đa lên tới 1,8 mét. Là một phần của họ Cryptobranchidae, có niên đại 170 triệu năm trước. Loài sinh vật độc đáo này được liệt vào danh sách những loài động vật đang bị đe dọa nghiêm trọng vì môi trường sống của chúng đang bị mất dần, sự ô nhiễm và việc săn bắt quá mức, bởi do chúng được xem là một món ăn tinh khiết. Món ăn được chế biến từ loài động vật này rất hay được sử dụng trong các bài thuốc cổ truyền Trung Quốc. Loài kỳ dông này có một cái đầu lớn, mắt nhỏ, da đen và nhăn nhiêu. Đây là một trong hai loài còn sống trong chi Arias. Loài còn lại nhỏ hơn một chút nhưng về tổng thể rất giống nhau, là kỳ dông khổng lồ Nhật Bản Arias japonicus. Kỳ dông khổng lồ Trung Quốc ăn côn trùng, ếch nhái và cá. Nó có thị lực rất kém, vì vậy phụ thuộc vào các bướu cảm giác đặc biệt chạy theo đường trên cơ thể từ đầu đến đuôi. Chúng có khả năng cảm nhận được các rung động nhỏ trong môi trường xung quanh với sự giúp đỡ của các bướu này. Con cái để từ 400 đến 500 trứng một ổ đẻ dưới nước, được con đực bảo vệ cho tới khi trứng nở sau 50 đến 60 ngày. Con trứng thành có trung bình từ 20 đến 30 kg và dài 1,15 mét. Kỳ dông khổng lồ Trung Quốc được biết đến có thể phát ra âm thanh như tiếng sủa, rên rỉ, rít lên hay âm thanh như tiếng khóc. Một vài trong số đó là tiếng kêu của chúng giống với tiếng khóc của một đứa trẻ. Và vì thế nó được biết đến trong tiếng Trung Quốc như oa oa hoặc ngư nghê, nghĩa là cá trẻ con. Số 13. Xéo San Hiêu. Là loài động vật bản địa của Bắc Mỹ và phía đông bắc Siberia, xéo San Hiêu là một loài chim to lớn và nặng 4,5 kg. Một hóa thạch 10 triệu năm tuổi được tìm thấy ở Nebraska, được cho là loài xéo Canada này. Nhưng các nhà khoa học vẫn không chắc chắn liệu chúng có phải là một loài hay không. Tuy nhiên, hóa thạch của một loài xéo khác có niên đại từ 2,5 triệu năm trước đây, chắc chắn là thuộc về loài xéo San Hiêu. Một con xéo trưởng thành có màu xám đen với phần đầu pha đỏ, cổ dài và mảnh mai, lông đuôi ngắn, mỏ thẳng và dài hơn đầu. Cân nặng trung bình của xéo là từ 3 cho đến 6,5 kg. Chiều dài cơ thể rơi vào khoảng 1,2 mét, sải cánh dài rộng khoảng 1,2 đến 1,5 mét. Một con xéo có thể sống đến 20 năm. Xéo San Hiêu là một loài ăn tạp và phát triển mạnh trong các vùng nước ngọt. Thức ăn chủ yếu của chúng là chuột, sâu, rắn, côn trùng và các loài ngũ cốc. Xéo cũng có thể ăn bất kỳ thứ gì mà chúng có thể đào được, bao gồm cả các loại cây cũ. Thói quen ăn uống này ảnh hưởng không ít đến các loại cây trồng của nông dân địa phương. Vào lúc bình minh, hàng ngàn con xéo sẽ rời các khu vực nước đông và bắt đầu hành trình bay từ 80 đến 160 km để kiếm thức ăn ở các cánh đồng lúa đã thu hoạch. Tại đây, chúng sẽ dành cả ngày để kiếm các hạt lúa bị rơi trên mặt đất. Đàn xéo sẽ quay trở về nơi sinh sống vào buổi chiều. Vào mùa sinh sản, các cặp xéo sẽ cùng nhảy múa, tung cánh, vỗ cánh và hót để thu hút đối phương. Hoạt động nhảy múa diễn ra thường xuyên vào mùa xuân, mùa giao phối của chúng. Tuy nhiên, hoạt động này diễn ra quanh năm và là cách thức để duy trì sự bền chặt giữa các cặp đôi. Các tổ chim sẽ được làm trên mặt đất, gần nơi có nguồn thức ăn phong phú. Tổ chim có chiều ngang từ 75 cho đến 100cm và cao khoảng 10 đến 15cm. Xéo San Hiêu thường di cư vào mùa đông và quay trở về vào mùa hè để bắt đầu sinh sản. Xéo San Hiêu nhỏ, San Hiêu lớn và San Hiêu Canada là những phân loài duy trì hình thức di cư này. Trong khi đó, một số phân loài khác không di cư mà sống quanh năm ở khu vực đông nam của Mỹ và Cuba. Số 14. Rùa cá sấu. Loài rùa này được tìm thấy chủ yếu ở những vùng biển đông nam nước Mỹ. Rùa cá sấu là một trong hai loài rùa còn sót lại của họ rùa Chelyridae.
một họ rùa tiền sử có lịch sử hóa thạch lâu đời nhất, bắt đầu từ giai đoạn Matrix từ 72 đến 66 triệu năm trước của cuối kỳ phân trắng. Với trọng lượng lên đến 180 kg, loài rùa cá sấu đang là loài rùa nước ngọt nặng nhất trên thế giới. Loài rùa này phân bố ở vùng Bắc Mỹ, xuất hiện nhiều ở các vùng nước miền Nam Hoa Kỳ. Chúng được tìm thấy từ miền đông của đồng Texas đến Florida Panhandle, và phía bắc đến đồng nam Kansas, Missouri, miền đông nam Iowa, phía tây Illinois, phía tây Kentucky và phía tây Tennessee. Do việc buôn bán vật nuôi kỳ lạ và các yếu tố khác, loài này đã tới châu Âu và châu Á, với một trung tâm sinh sản hoặc nghiên cứu tìm thấy ở Nhật Bản. Loài rùa này có đầu to, bộ hàm cực khỏe, có gờ sắc nhọn, lực cắn 480 kg trên inch. Lực cắn của loài này có thể cắn vỡ mai nhiều loài rùa khác để làm thức ăn. Mai của chúng nhiều gai cùng với vẻ hung dữ, nên chúng thường được gọi là quái thú rùa. Hình ảnh chúng gợi lên loài khủng long cổ xưa. Mai của chúng có 3 hàng gai, những hàng gai này chứa rất nhiều những dây thần kinh nhạy cảm. Có báo cáo chưa được kiểm chứng về con rùa nặng 183 kg ở Kansas vào năm 1937. Nhưng một trong những mẫu vật lớn nhất có kiểm chứng gây tranh cãi. Loài này đạt độ tuổi trưởng thành khi khoảng 12 tuổi, giao phối xảy ra vào đầu năm, con cái xây tổ, 2 tháng sau nó đẻ vào khoảng 10 đến 50 trứng. Giới tính con non phụ thuộc vào nhiệt độ tổ, thời gian ấp từ 100 tới 140 ngày và trứng nở vào đầu mùa thu. Tuổi thọ của cá thể tự nhiên còn là ẩn số, rùa cá sấu được cho là sống tới 200 năm, nhưng từ 80 đến 120 năm thì có lẽ đúng hơn. Chúng thường sống từ 20 đến 70 năm tuổi khi bị nuôi nhốt. Số 15. Cá sấu nước mặn. Cá sấu nước mặn hay còn được gọi là cá sấu cửa sông, hay ở Việt Nam còn được gọi là cá sấu hoa ca. Trọng lượng một con cá đực trưởng thành có thể nặng từ 1 đến 1,2 tấn và chiều dài đo được có thể từ 6 đến 7 mét. Con cá nhỏ hơn nhiều khoảng 109 đến 680 kg và dài không quá 3 mét. Chúng phân bố rộng ở phía tây Sri Lanka và Đông Ấn Độ, dọc theo cửa sông khu vực Đông Nam Á và kéo dài đến miền Trung Việt Nam. Và là một trong những loài với khả năng bơi lội cực khỏe. Đặc điểm hình dáng của loài bò sát lớn nhất thế giới này, chúng có một cái đầu khá lớn với hai gờ nổi xuất phát từ mắt và kéo dài đến giữa mũi, vẫy cá hình trái xoan. Cá sấu nước mặn sở hữu bộ răng sắc bén, đáng sợ với 64 đến 68 chiếc răng chắc khỏe. Đây là loài động vật thông minh và có khả năng chịu được nước mặn và thường sống ở vùng ven biển và cửa sông. Cá sấu nước mặn là loài động vật chuyên ăn thịt đầu bản, chúng phục kích hầu hết các loài con mồi và sau đó nhấn chìm hoặc nuốt chửng toàn bộ con mồi. Cá sấu có khả năng chiếm ưu thế so với hầu hết các loài động vật xâm nhập vào lãnh thổ của chúng, bao gồm cả những kẻ săn mồi khác như cá mập, các loài cá nước ngọt và nước mặn, bao gồm cả các loài cá biển khơi. Động vật không xương sống như giáp xác, các loài lưỡng cư, bò sát, chim và động vật có vú, bao gồm cả con người. Vừa rồi là một số loài được xem là các hóa thạch sống còn tồn tại cho đến ngày nay. Các bạn thấy sao về các loài này? Hay nếu mình bỏ qua cái tên nào thì hãy bình luận bên dưới cho chúng mình biết nhé. Video này chắc chắn vẫn còn những sai sót, hy vọng được các bạn góp ý để chúng mình cải thiện hơn. Nếu thấy video này hữu ích thì để lại một like, một subscribe để ủng hộ thành quả lao động của chúng mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong các video sau.